Đã tìm trong này rồi, không thể nào ở trong này được. Trừ khi ở trong lưu cũng không có. Không tìm ra. Tiểu Lan, chắc cô biết ở đâu. Trong lưu trụ kế trụ tử. Hiểu rồi. Cô đi trong tiệm đi. Ở đây giao cho chúng tôi. Được, tôi đi ngay. Ở đây không có. Đổ rượu ra. Nhẹ thôi. Đi đi, tôi lấy đồ nghề nha. Được. Khẽ thôi. Tôi gửi, đi thông thả nha. Quán gia Đổng, anh muốn mua gì ạ? Chỉ mình cô hay sao? Ông chủ Dương đâu? Ông chủ Dương đang kiểm hàng, chúng tôi về lô hàng mới. Vậy cô làm đi, tôi đi tìm anh ấy có việc. Quán gia Đổng, trong đó bừa bộn lắm, để tôi gọi anh ấy ra cho. Quán gia Đổng, anh đây là quên mua gì nên quay lại hay sao? Ông chủ Dương, anh có chuyện giấu tôi. Sao tôi lại có chuyện giấu anh được? Đây là gì? Rượu. Thì đó, anh nhập rượu ngon mới mà không bảo tôi một tiếng. Anh đổi hai chai cho tôi. Tôi sai rồi. Được, tôi đổi cho anh. Cầm đi. Nào đưa tôi. Hay thế này đi, anh tự múc một giò, được không nào? Thôi, trong đó bừa lắm. Giả lại, tôi tin ông chủ Dương mà. Được rồi, được rồi. Gửi anh này. Đợi đã nhé. Cái này. Được. Được, cảm ơn ông chủ Dương. Rồi, mọi người bận việc đi. Tôi về nha, về nha. Đi thông thả. Đi thông thả. Đừng tiễn nữa, đừng tiễn nữa. Chúng tôi đã sớm trinh sát được. Tòa Nhà Trắng có điện đài của đảng Cộng sản. Nhưng mà đội hành động chấp hành tệ quá, làm cho Cộng sản gửi điện báo đi. Chuyện này tôi nghĩ trước tiên nên phạt người phụ trách, để răn đe. Báo cáo đặc phái viên, dựa theo tình báo đã biết, ty chức để dốc hết sức bắt phần tử Cộng sản. Bắt được là bắt, giết được là giết. Hiện đang lọt lưới, chỉ có mỗi phần tử Cộng sản mang biệt hiệu chú Bảy. Thẩm khiết cho chúng tôi cố ý thả ra làm mồi nhử. Ty chức cho rằng hiện vấn đề lớn nhất của nội bộ cục bảo mật Trùng Khánh là nhiều phe phái đấu đá nhau, đạp lên lưng người khác leo lên. Mong đặc phái viên chỉnh đốn trật tự. Ban kỹ thuật là tai mắt, còn đội hành động là chân tay. Tai mắt mù, tay chân ắt loạn. Trưởng ban Trang có đối tượng nghi ngờ hay không? Báo cáo đặc phái viên, tôi có một vài đối tượng nghi ngờ. Chờ tôi lập xong danh sách sẽ tóm gọn một mẻ. Nếu đã như vậy thì bắt đầu hành động đi. Chỉ cần bắt được chú Bảy, mạng lưới gián điệp tình báo của đảng Cộng sản ở Trùng Khánh sẽ lòi ra thôi. Mọi người đều biết cái ghế trạm trưởng trạm Trùng Khánh vẫn còn đang trống. Hành động lần này để đội hành động phụ trách, trưởng ban Trang đừng nhúng tay vào. Cô kiểm lại vụ án của Tiêu Kỳ, xem còn chỗ nào sót hay không. Dân, cậu bảo biết đường tính rồi phải không? Chết mấy tên đảng Cộng sản không sao hết. Điều tra về người nhà, người chúng tiếp xúc khi còn sống. Tra xét lại kỹ lưỡng một lần. Vậy phải bắt bao nhiêu người? Chừng đó cũng dễ thôi. Bắt hết lại trong đó chắc chắn có chú Bảy. Nhưng ty chức cấp thấp sợ bắt sai người. Muốn bắt ai thì bắt, chỉ cần trước khi xác nhận thân phận đừng gây án mạng là được. Còn những chuyện khác tôi gánh cho. Rõ. Ty chức hiểu rồi, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ. Đặc phái viên, tôi cũng đi ra đây. Đợi đã. Với năng lực của cô, vốn là có thể làm nên chuyện lớn. Nhưng mà bởi do quan hệ bám váy của Diệp Tường Chi,
kìm kẹp cô, đã phí mất tài năng. Đặng Phái Duyên yên tâm, tôi biết nên làm sao mà. Được rồi, đây là tình báo hôm nay định gửi đi. Cần người dịch điện báo phối hợp với cô không? Không cần, tôi tự dịch được. Không ngờ cô còn nhỏ như vậy mà gì cũng biết. Được, tôi lấy sổ dịch cho cô. Không lẽ cô đã học thuộc tất cả mã rồi đó chứ? Tôi chỉ nhớ con số và địa điểm thường dùng thôi. Từ phức tạp hơn thì vẫn cần xem sổ. Nào, đây là bản quan hệ phần tử cộng sản hiểm nghi mình đang nắm được. Tiêu Kỳ tới Bách Quá Hằng Ích mỗi ngày. Ông chủ Bách Quá Hằng Ích Dương Chấn Xuyên thân với tất cả mọi người, quen với tất cả mọi người. Loại người này đáng sợ nhất. Nhưng mà tiệm Bách Quá ở con phố Sầm Quốc, mọi người đều tới đó mua đồ, có vấn đề gì hay sao? Ngày nào hắn cũng đến, mua một gói thuốc cũng đến. Tại sao một lần hắn không mua luôn một cây? Với cả quản gia Đổng Hỷ của Cao Đại Phúc, mua chai rượu cũng ghé, ngày nào cũng đến. Còn có người làm của ông ta, chị Ngô. Phó quan Chu không đến mỗi ngày, nhưng mà người này cũng có hiểm nghi cực lớn. Nếu bắt hết những người này, chắc chắn sẽ có vấn đề đó. Cậu biết gì chứ? Cao Đại Phúc có hiểm nghi thông đồng cộng sản nhất. Người nhà của hắn đáng nghi nhất. Vậy bắt luôn Phó quan Chu đi. Tôi thấy hắn giống cộng sản nhất. Đi đứng mắt nhìn thẳng, ngẩng đầu ứng ngực. Người bên quân nhân không cần mình lo. Giờ cần bắt là Đổng Hỷ và chị Ngô. Đổng Hỷ rảnh là cứ tới chủ trường Nguyên Nguyên và thường gặp mặt một người đeo kính râm. Chủ trường Nguyên Nguyên Linda cũng phải bắt. Bắt được Linda là mình sẽ biết được nhiều chuyện của Đổng Hỷ. Với cả Triệu Dân Phi, cậu ta là bạn học của Tiêu Kỳ. Vợ chồng Tiêu Kỳ chết là cậu ta chôn. Sở trưởng Nhịp bảo Triệu Dân Phi xuất phát từ tình bạn, không được truy cứu. Giờ là do Đặc Phái Viên Trình quyết định. Còn Thẩm Khiết nữa, lúc trước Phát Trường Đơn đã bị bắt, ai bảo lãnh cho cô ta ra? Tại sao hồ sơ không ghi lại? Tôi đi điều tra. Đội phó Tàu, anh xem sắp tăng làm rồi, hay mai quay lại nhé. Dội gì? Tôi hỏi anh, biên bản thẩm vấn nửa năm qua ở đây hết phải không? Không sót gì chứ? Chắc không đâu. Gì mà chắc? Là thế này đội phó Tàu, trước đây việc chỉnh lý hồ sơ đều do chủ nhiệm văn phòng cũ Lưu Gia Tuấn phụ trách. Rốt cuộc là có sót gì hay không thì thuộc hạ cũng không rõ. À đúng rồi, khoảng thời gian anh đang tra xét, trưởng quan Triệu Dân Phi ở tổ xét duyệt vừa hay được điều qua đây vài ngày. Triệu Dân Phi tổ xét duyệt. Anh từng tới phòng thẩm vấn phải không? Không. Anh chắc chứ? Đội phó Tào muốn thẩm vấn tôi hay sao? Có phải muốn đưa tôi vào phòng thẩm vấn tra khảo một phen hay không? Anh còn xuống tay được với một thai phụ mà, huống hồ là một đồng nghiệp không thân gì như tôi. Anh bắn chuẩn đó. Một viên đạn hai mạng người. Đội phó Tàu, anh không sợ có ngày gặp báo ứng hay sao? Tôi đâu biết cô ta đang mang thai. Anh tưởng tôi muốn hay sao? Anh có muốn hay không thì cũng làm được phải không? Được, sớm muộn gì ông đây cũng gặp báo ứng.
Người phụ trách hồ sơ được điều đi rồi. Tôi chỉ muốn biết ai bảo lãnh cô ta ra. Chuyện này không tra ra được. Tôi... Nhóc con, người không bắt được, vụ án không phá được. Cãi tôi thì cậu giỏi lắm. Tôi nói cho cậu hay, cậu mất chỗ dựa rồi. Bất nghĩ tới chuyện ăn no chờ chết ở đây đi. Quan tài, cậu tới chủ trường Nguyên Nguyên. Nhưng lúc Tổng Hỷ gặp mặt tên đó thì bắt hết lại. Được, đưa Linda về cho tôi luôn. Hiểu rồi. Tôi tới nhà họ Cao. Tối đến chị Ngô phải ra ngoài đổ bả thuốc. Nhân cơ hội này bắt cô ta luôn. Dân, cậu đi đưa dân chứng xuyên về. Mọi người sốc lại tinh thần. Đặc phái viên từ Nam Kinh tới lần này đích thân chỉ huy. Mình phải tạo ra đột phá. Trong số đó chắc chắn có chú Bảy. Chỉ cần bắt được chú Bảy, cậy miệng hắn ra, thì đám ngầm Trùng Khánh sẽ bị bứng ra trong một lần. Xuất phát, đi. Dân Phi, tôi về nha. Được, bye bye. Nguyệt Bình, mình đang làm thôi. Đi. Dân Phi, sao vậy? Không có gì hết. Tan làm sớm đi. Anh Tài, tại sao mình không vào bắt thẳng? Ốc heo hay sao? Truy bắt bí mật. Cứ chờ ở đây. Chờ người ở trong gửi tín hiệu mình hẳn vào. Lần sau ghé chơi nhé. Anh coi. Cô Linda, quản gia Đổng, đây uống thấy thế nào? Ở chỗ của cô lần nào tôi cũng được uống ngon. Vậy thì tốt. Cô Linda, tôi muốn hỏi thăm chuyện này. Chuyện gì? Tôi đang tìm đồng chí của mình. Một cô gái bị quỷ dung. Sao mà tôi quen được chứ? Cô ấy từng tới chủ trường của cô. Cô đuổi cô ấy đi. Chắc là ám hiệu báo cô ấy rút đi đúng không? Mời tiểu thư đây ra ngoài. Cho canh cổng nhìn kỹ. Sau này không được cho cô ấy vào đây nữa. Quản gia Đổng, anh thật khéo đùa. Người mà tôi không ưa, đuổi đi mỗi ngày nhiều lắm. Chẳng lẽ ai cũng phải cho ám hiệu hay sao? Cô Linda, tôi thật sự mong cô giúp tôi. Xin phép. Đi thông thả không tiễn. Cô Linda, đi. Ngồi chắc nhé. Anh Tài, anh Tài, sau khi Đổng Hỷ đi ra thì một mình lên xe đi rồi. Thế này đi, cậu bám theo Đổng Hỷ, báo cho anh em ở đằng sau theo tôi. Được. Mấy ngày nay tôi phát hiện rất nhiều đặc vụ mặc đồ thường lượn lờ ngoài cửa. Kể từ khi vợ chồng Tiêu Kỳ hy sinh thì mỗi ngày đều như vậy. Với lại họ kiểm tra rất kỹ hàng hóa của mình. Chuyện này không bình thường, chắc nên chuẩn bị trước. Tôi đã giấu điện đài và anten rồi, họ không thể tìm được đâu. Tôi có dự cảm đội hành động sẽ bắt tôi về thẩm vấn nhanh thôi. Nếu là như vậy thì hai người ở nhà chờ cấp trên liên lạc hai người. Vậy còn anh?
không cần lo cho tôi. Tôi có cách đối phó với họ. Anh nghĩ có khi nào mình bị kẻ phản bội bán đứng hay không? Trạm liên lạc của mình, phía trên chỉ có cấp trên hạ lệnh, phía dưới chỉ có Tiêu Kỳ phụ trách gửi điện báo. Hiện không có nguy hiểm gì hết, nên chắc không phải kẻ phản bội bán đứng, mà tôi đoán là địch muốn thẩm vấn bất ngờ. Những người tình nghi liên quan chủ yếu là muốn tra xem những người thường ngày tiếp xúc với Tiêu Kỳ. Anh yên tâm, chúng tôi sẽ chuẩn bị mọi lúc, đón đầu nguy hiểm mọi lúc. Bất cứ lúc nào chúng tôi cũng không bán đứng tổ chức. Ông chủ Dương có nhà không? Ông chủ Dương có nhà không? Ai đó? Ra ngay, ra ngay. Ai đó? Trưởng quan, muộn vậy rồi, còn mua gì hay sao? Không mua đồ. Ông chủ Dương, theo chúng tôi một chuyến đi. Chuyện này tại sao vậy? Đưa đi. Đi 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 đi. À thì tôi dặn dò tí. Tiểu Lan, Linh Linh đang ngủ, để ý nó nha. Dạ được. Đúng rồi trụ tử. Ông chủ, trong tiệm nhé, không được tính sai. Tôi về nhanh lắm, về nhanh lắm. Đi thôi đi thôi. Cô Linda, xe phía sau cứ theo mình suốt. Đi thôi. Cứ kệ họ đi. Mình đi đường mình. Chị Ngô, là tôi. Theo chúng tôi một chuyến đi. Đi đâu vậy? Nói thừa, các người muốn làm gì đây? Cứu mạng. Người đâu? Đứng im, đứng im. Các người là ai? Cất súng đi. Theo tôi một chuyến đi. Gì cơ? Đưa đi. Đi, đi thôi. Các người làm gì vậy? Thả tôi ra. Đi lên. Dừng. Ai cho cậu đánh nó? Treo lên là được rồi, đồng nghiệp với nhau mà. Ngứa tay hay sao vậy? Đánh chảy máu rồi hay sao? Xin lỗi nha, nói trễ có một câu. Thực ra đưa cậu tới rất đơn giản. Ngoài Tiêu Kỳ, cậu còn quen đảng viên đảng cộng sản nào hay không? Cậu nói cho tôi biết là xong rồi. Họ Mã kia, nếu như anh muốn mượn việc công trả thù riêng thì cứ việc làm. Quan hệ của tôi và Tiêu Kỳ, cái kiểu người như anh không hiểu được đâu. Tôi có thù riêng với cậu không? Tôi có thù riêng với tên cộng sản nào hay không? Bắt đảng cộng sản là chức trách của tôi. Tôi mà không làm đàng hoàng, phía trên sẽ giáng tội tôi. Triệu Dân Phi, có thể đưa cậu tới đây, chắc chắn cậu có hiềm nghi. Tôi mong rằng cậu phối hợp. Còn nếu như cậu không chịu phối hợp, cậu cũng biết thiết bị của tôi đó. Nếu như mà xài là người không ra người, ma không ra ma.
Cậu không muốn nói gì với tôi hay sao? Người của cục bảo mật cả. Đánh hằng dấu thì không hay. Đi lấy điện giật đi. Giật cái là nói thôi. Muốn động vào anh ấy phải không? Tổ trưởng Trần có chuyện gì hay sao? Trước khi động vào anh ấy thì động vào tôi trước đi. Làm đi. Có động vào hay không là chuyện của đội hành động chúng tôi. Cô mà không có chuyện gì khác thì mời lánh mặt cho. Cơ mà trước khi động vào anh ấy thì phải nghĩ kỹ. Anh ấy dù sao cũng là người của tôi. Có chuyện gì thật thì không ai được yên hết. Không giống phong cách cô tí nào hết. Trước giờ cô toàn khư khư giữ mình cơ mà. Im đi, tôi đang nghĩ về tình thế bây giờ. Lúc này Triệu Dương Phi cảm giác sự quan đường nào đó của vận mệnh. Ấn tượng của anh về đảng Cộng sản, ngoài những thứ đọc được và nghe thấy, và cả những gì thấy được từ vợ chồng của Tiêu Kỳ, bạn của anh, cùng Thẩm Khiết, họ dùng thân xác kiên trì với những gì đọc được và nghe thấy đó. Có lẽ đó là tín ngưỡng của họ, làm họ có thể không sợ hãi gì. Khoảnh khắc đó Triệu Dân Phi cực kỳ ngưỡng mộ họ. Kể từ bây giờ phải nghe theo tôi hết đó. Được. Đau không? Đau. Đáng đời. Nên để anh nhớ lấy bài học. Đời quái quỷ gì thế? Tôi có thể qua đêm ở đây sao? Vào đi, thả tôi ra. Cô im đi được không? Vào đi, vào đi. Đi đi, mau lên. Mở cửa. Tôi chị là ai vậy? Tôi là người làm ở nhà họ Cao. Tại sao họ lại bắt chị? Tôi cũng không biết. Tôi chỉ ra cửa sổ đổ bả thuốc, rồi tự dưng bắt tôi về. Đặc phái viên Trần Ngọc Đình, nhưng mà ở Trùng Khánh có ai mà không biết Vũ Trường Nguyên Nguyên của tôi chứ? Tôi không biết Vũ Trường Nguyên Nguyên. Tất nhiên là chị không biết rồi. Một người làm sở trưởng Diệp đã bảo không truy cứu chuyện Triệu Dân Phi với Tiêu Kỳ, thì có chuyện gì tự cậu ta gánh vác. Tôi oan quá mà, thật tình. Mở cửa, dân trưởng quan. Các người dựa vào đâu mà bắt tôi? Ông chủ Dương, họ bắt cả anh hay sao? Vô lý thật. Bây giờ đội hành động bắt người bừa bãi, đúng là làm bậy mà. Quá đáng quá. Ông chủ Dương, tại sao anh cũng bị bắt vào đây? Tôi cũng chẳng biết. Anh coi người làm ăn nhỏ như tôi có quan hệ gì với đảng Cộng sản được? Họ gì không bắt được đảng Cộng sản mới tùy tiện bắt bừa người dân? Có ai không? Người kề cận tư lệnh mà các người đối xử như vậy đó hả? Bớt nóng, đừng có chọc họ nữa. Họ xem tôi là người thế nào chứ. Bớt nóng đi. Nào, anh ngồi đây đi. Anh ngồi đi. Giường này của anh gần cửa nè. Xem ra trọng điểm là ở Đổng Hỷ và Dư Chấn Xuyên. Linh Đa dù sỏi đời, nhưng mà dù sao cũng buôn bán, nhờ có đại ca hội anh em chống lưng. Chị Ngô là người làm, chắc không phải chú Bảy đâu. Nhưng mà vị trí cô ta ở khá có lợi, cùng ở dưới mái nhà của họ Cao. Phó quan Chu, Đổng Hỷ, Trần Diêm có biểu hiện gì cô ta đều thấy hết. Tôi nghĩ là cần thẩm vấn. Đúng vậy, nói rất hay. Suy nghĩ độc đáo đó. Mời đặc phái viên. Trưởng quan dạy bảo, chú ý nghe đi. Trần Ngọc Đình, tôi bảo cô gọi Triệu Dân Phi tới là muốn cậu ấy hỗ trợ vụ án này. Không ngờ cô cũng hứng thú với vụ án này. Tôi thật sự không muốn can dự chuyện này, nhưng mà khắp cả cục đều biết quan hệ của tôi và Dân Phi. Tôi sợ đội trưởng Mã làm việc cái là không màng luôn người phe mình, chưa chắc. Lo xa quá rồi.
Cha của Nhân Phi là tướng lĩnh kháng chiến, tôi rất khâm phục. Chỉ cần cậu ấy phối hợp điều tra, rửa sạch hiềm nghi, chứng minh bản thân mình vẫn là người của chúng ta, thì tôi tin dù là đội trưởng Mã hay bất cứ ai cũng không làm khó cho cậu ấy đâu. Muốn tôi phối hợp với các người thế nào? Bốn người đội trưởng Mã đưa về chắc cậu đều quen biết. Bà chủ Linda, Vũ Trường Nguyên Nguyên, Dương Chấn Xuyên, Bách Quá Hằng Ích, quản gia Đổng Hỷ, nhà Cao Tư Lệnh, với người làm chị Ngô. Chị Ngô? Mã Ngũ, anh bị điên rồi sao? Người làm nhà chú Cao anh cũng bắt? Bắt rồi. Tôi cũng thấy chị Ngô không có hiềm nghi gì nhiều. Còn những người còn lại, quan hệ đang xen phức tạp. Thế này đi, cậu lần lượt nói chuyện với từng người, xem ai có hiềm nghi lớn nhất, rồi sau đó nói lại với tôi. Nói chuyện đi. Theo như chúng tôi quan sát trong thời gian dài và tổng kết tình báo, trong số này chắc chắn có đảng Cộng sản. Không khai thì không ai sống sót trở ra đâu. Này là bắt bừa còn gì? Chú ý thân phận của cậu, muốn tôi bắt cậu nữa phải không? Tính Nhân Phi cứng đầu như vậy đó, để tôi khuyên anh ấy, chú thấy được hay không? Rất tốt. Đi. Vào đi. Trưởng quan này, tôi biết cậu. Cậu từng mua đồ ở tiệm tôi đúng hay không? Bớt làm thân với tôi đi. Có phải người từng tới tiệm của anh, anh đều nhớ hay không? Vậy thì không chắc. Nhưng mà người trong tài năng như trưởng quan, chắc chắn tôi thấy là không quên. Cậu quen Tiêu Kỳ phải không? Cũng như cậu đó, đều là khách tiệm của tôi. Anh có biết anh đang ở trong tình cảnh nào hay không? Tốt nhất hãy khai rõ cho tôi, không thì tôi cho anh lãnh đủ hậu quả. Trưởng quan, tôi khai gì đây? Cậu có Tiêu Kỳ mua đồ ở tiệm tôi thì tôi bán là bình thường mà. Tôi là người kinh doanh mà. Thế này đi, cậu muốn biết thì cứ hỏi, tôi chắc chắn trả lời thành thật. Như vậy được chưa? Tôi nên hỏi anh ta gì đây? Hỏi tôi hả? Hay là giải về, cho anh ta nghĩ kỹ rồi nói. Đưa đi. Trưởng quan, tôi không có gì để nghĩ hết. Cậu, tôi thật sự không có gì để nghĩ mà. Mau thả tôi ra đi. Tiệm tôi, con của tôi đều ở đó. Tôi lo lắm đó. Làm gì vậy? Bao lên. Triệu Dân Phi, tôi tới học hỏi coi cậu thẩm vấn như thế nào. Triệu Dân Phi, trưởng quan Triệu, ý anh là sao đây? Họ lại để anh thẩm vấn tôi hay sao? Tôi cũng không muốn gặp nhau trong này đâu. Nhưng mà tôi không có lựa chọn. Trưởng quan Triệu, tôi xin anh, anh đi tìm Hồ đại ca, bảo anh ấy tới cứu tôi đi. Tôi hết chịu nổi rồi. Tại sao họ nhốt tôi vào đây? Chị nên thấy may mắn, bởi vì họ để cho tôi nói chuyện với chị. Nếu mà đổi là người khác thì sẽ không khách sáo như vậy đâu. Thế cũng chưa chắc. Tôi đã nhìn ra rồi, đây là những người gì chứ? Muốn thông qua anh trị chết tôi phải không? Tôi chỉ làm ăn phát đạt một tí thôi. Mấy người này công khai và ngấm ngầm đối phó với tôi phải không? Được, tôi không sợ chuyện đâu. Tôi xuất thân vũ nữ, không có hội đại ca, tôi cũng không thể làm được to thế. Có phải anh hại tôi không? Nếu là anh, tôi sẽ cho đầu của anh chuyển dạng. Thả tôi ra. Có thể bắt cô tới đây chứng tỏ cô có hiềm nghi lớn. Vũ trường của cô là hang ổ đảng Cộng sản phát triển tổ chức, lôi kéo người của quân quốc dân. Tôi khinh. Là tên khốn anh hãm hại tôi đúng không? Nói tôi phát triển đảng Cộng sản, nói tôi lôi kéo quân quan quân quốc dân, anh hãm hại tôi.
Cái tên Mã Ngũ được diệt thì ít, hỏng diệt thì nhiều mà. Nhỏ không nhịn ắt loạn mưu lớn. Đội trưởng Mã, hay là mời anh ra ngoài đi. Ở đây là cô ấy phát cáo. Sao mà tôi hỏi được đây? Tôi có ở đây hay không, cô ta cũng cáo thôi. Tôi thấy cậu cũng không thẩm vấn được đâu. Hồ đại ca, mau cứu tôi. Tôi không phải đảng Cộng sản. Đội trưởng Mã, Phó quan Chu. Mới sáng sớm có chuyện gì vậy? Đội trưởng Mã bắt người mụ mị đầu óc rồi phải không? Quản gia và người làm nhà tư lệnh cũng dám bắt mà không nói tiếng nào. Hành động lần này do đặc phái viên từ Nam Kinh tới, yêu cầu hành động trong bí mật. Anh về nói với cao tư lệnh, làm ơn lượng thứ cho tôi. Bắt họ với tội danh gì? Hỗ trợ điều tra vụ án gián điệp đảng Cộng sản. Gián điệp đảng Cộng sản? Khoan đó quản gia Đổng. Chị Ngô chỉ là một người nông dân không biết chữ, cũng thành đảng ngầm hay sao? Anh mau thả người nha. Phó quan Chu, tôi làm ở đội hành động, chỉ có quyền bắt người, không có quyền thả người. Tối qua sau khi chị Ngô bị bắt, chẳng ai hầu được lão phu nhân. Lão phu nhân bị liệt 3 năm rưỡi, dọn đồ tiêu tiểu, cho ăn tắm rửa đều do một mình chị Ngô lo. Với cả tay nghề bếp núc của chị Ngô, cơm ai nấu tư lệnh cũng không nuốt nổi. Từ tối qua tới giờ, lão phu nhân cứ gào khóc, đòi tìm chị Ngô cho bằng được. Tư lệnh lại là đứa con có hiếu, tức đến độ qua đòi người ngay. Nếu mà không nhờ tôi ngăn cản nát nước, thì giờ người đứng trước mặt của anh là chính tư lệnh rồi đó. Biết mà biết mà. Chị Ngô thẩm vấn xong thì tôi sẽ đi xin xỏ, không chừng được thả. Nhưng mà quản gia Đổng, suy nghĩ kỹ hậu quả nha. Tự liệu mà làm đi. Tôi khuyên anh dốc tâm trí cho việc bắt đảng Cộng sản thật sự đi. Con người của nhà họ Cao mau thả ra mau. Được được được, tôi cố gắng cố gắng. Phó quan Chu đi thông thả. Cái tên tay sai Mã Ngũ quá đáng lắm. Chờ tôi ra rồi, thế nào cũng nói lại với Hồ đại ca đánh gãy chân của hắn. Nào uống nước đi. Chị đừng có tốn sức nữa, tôi cũng tiếp xúc với Hồ đại ca rồi. Đúng là anh ấy có tình có nghĩa, trọng quy tắc. Nhưng mà vấn đề là quy tắc ở đây không do anh ấy quyết. Không do anh ấy quyết? Chẳng lẽ do anh quyết hay sao? Anh đã bảo là không quyết được thì tìm người đặt ra quy tắc tới cho tôi. Tôi nói với người đó. Nhân phi, không cần phải hỏi nữa đâu. Tại sao lại không cần hỏi nữa? Các người muốn giết tôi phải không? Mình là người quen lâu rồi mà. Tại sao? Đặc phái viên Trình nói muốn cho cô ấy chút áp lực tâm lý. Chuyện này anh đừng lo nữa, để Mã Ngũ xong ra trước đi. Đây cũng là ý của đặc phái viên Trình đó. Tôi đã chi ít tiền, nghe ngóng từ người của đội hành động. Dù quản gia Đổng có thể khá phiền phức, nghe nói anh ấy bị nghi là Cộng sản nhiều nhất. Không thể nào đâu, sao cõi là Cộng sản được. Đặc phái viên họ Trình từ Nam Kinh tới, lần này đã nói phải tra ra chú Bảy, phá tan đảng ngầm ở Trùng Khánh. Nói với con người quản gia Đổng khác với người thường, lại biết rất nhiều chuyện mà cũng rất tháo giác, rất khéo xã giao, quan hệ giao thiệp cũng không ít, cuộc sống về đêm phong phú. Tôi nghĩ chỉ cần cậu ấy quản lý việc nhà thật tốt thì mấy chuyện đó tôi không muốn hỏi làm gì. Cậu nói thế tôi nghĩ cũng đúng. Thôi đừng lo chuyện của quản gia Đổng. Nếu như cậu ấy là Cộng sản thật thì mình gây to. Dân, tôi biết rồi. Lần này bắt anh ấy chủ yếu là vì anh ấy gặp riêng bà chủ Linda Vũ Trường Nguyên Nguyên.
Hai người họ bị bắt cùng nhau. À còn nữa là anh ấy thường ghé tiệm Bách Hóa Công Chủ Dương mua đồ. Tiêu Kỳ gặp chuyện lúc trước cũng thường tới đó. Người của đội hành động nghi tiệm Bách Hóa Công Chủ Dương có thể là điểm liên lạc của đảng Cộng sản, nên ông Chủ Dương cũng bị bắt. Còn về phần chị Ngô, chắc cũng do thường tới đó mua đồ nên bị đưa đi luôn. Chị Ngô chỉ là một người đàn bà không biết chữ, họ quá đáng thật. Họ đang điều tra trưởng quan Trần và tư lệnh đấy. Người của cục bảo mật nghi kế hoạch vây quét Trung Nguyên lúc trước bị lộ từ chỗ của chúng ta. Cục bảo mật khốn kiếp, còn chả bằng quân thống khi còn đới lạc, đoán bừa bắt bừa. Tôi bảo cậu bắt Đổng Hỷ vào lúc gặp người liên lạc với hắn. Hôm nay cậu bắt mỗi Đổng Hỷ, con cá lớn kia đâu? Người liên lạc với hắn mãi không xuất hiện, đâu thể để Đổng Hỷ chuồn được. Với lại lúc hắn tìm Linda đã bị bọn em bắt. Anh rể, Đổng Hỷ là người có thể kết nối mọi người lại. Em nghĩ rất có thể hắn là chú Bảy. Thẩm vấn liên tiếp mấy người này chắc chắn có chú Bảy. Có thể điều hai kỹ thuật viên thôi miên tới không? Không tới được. Hai tên đó tới nơi khác thẩm vấn, giữa đường đã bị đội du kích đảng Cộng sản bắt. Chưa bị đánh là bọn họ đã khai ra hết rồi. Bây giờ đảng Cộng sản lợi dụng chuyện này ra sức tuyên truyền, nói thủ đoạn của mình tàn hại nhân sĩ dân chủ và phần tử Cộng sản. Cục trưởng Trịnh không đỡ nổi, không cho xài thủ đoạn này nữa. Nhưng mà sau lưng những người này không đơn giản. Thẩm vấn thế nào đây? Triệu Dân Phi là người trong cục, rành rọt chiêu trò của mình, tạm cho qua đi. Những người còn lại sáng nay tạm nhốt chung một phòng, nghe coi họ nói gì. Chị Ngô, để họ tự tra hỏi. Các người muốn đưa chúng tôi đi đâu? Không được, tôi muốn về nhà. Sao mà phiền vậy? Về nhà gì? Tôi còn phải làm ăn nữa. Làm ăn gì? Tôi đâu có phạm pháp. Đừng nói nhảm, im miệng đi. Quản gia Đổng, sao anh cũng ở đây? Chị Ngô, chị không sao chứ? Quản gia Đổng. Chị Ngô, sao họ bắt cả chị thế? Tôi cũng không biết làm sao nữa. Tôi chỉ ra cửa sau đổ bả thuốc, không biết sao mà kéo tôi lên xe luôn. Mọi người ngồi xuống đi. Đúng rồi, nghỉ một lát đi. Nào, mọi người cũng đừng sợ quá. Tôi đoán mình sẽ được thả mau thôi. Quản gia Đổng, đây là... Hai người không quen biết hay sao? Vậy tôi giới thiệu, đây là ông chủ Dương Bách Quá Hằng Ích, gần nhà Cao Tư Lệnh. Còn đây là bà chủ Linda, vũ trường Nguyên Nguyên, tiếng tăm lừng lẫy. Anh coi mình làm ăn cả mà, tại sao họ phải làm khó mình chứ? Vũ trường tôi làm ăn rất được, không có tôi ở đó lèo lái thì làm sao mà được? Bây giờ thì hay rồi, bao giờ mới được ra đây? Làm sốt ruột chết đi được. Tiệm tôi cũng không thiếu tôi được. Mình đắc tội thần tiên phương nào rồi mà bị bắt vào đội hành động luôn? Đang làm ăn bình thường mà. Tôi là dân lành đó. Tôi nói cho mọi người nghe, ngay cả cục cảnh sát tôi cũng chưa vô. Thật đó. Anh rể, anh rể à, anh nghĩ thẩm vấn chị Ngô đó có tác dụng hay không? Mau lên. Tôi, mau lên, mau lên. Ngồi qua đó. Tôi cô đừng sợ. Cô chỉ cần trả lời thành thật câu hỏi của tôi, tôi sẽ thả cô ra. Cô tới nhà họ Cao mấy năm rồi? 3 năm. Đổng Hỷ tới nhà họ Cao bao lâu rồi? Năm ngoái. Tới từ tháng 5 năm ngoái. Sau khi quản gia cũ đi, phu nhân tư lệnh đã tuyển anh ấy về. Dương Chấn Xuyên tới nhà họ Cao lần nào chưa? Dương Chấn Xuyên là ai vậy? Cô mua đồ Bách Hóa Hằng Ích mỗi ngày mà không biết Dương Chấn Xuyên là ai hay sao?
À, anh nói là ông chủ Dương sao? Tôi cũng không biết là anh ấy tên Dương gì đó. Tôi cũng theo mọi người gọi là ông chủ Dương. Anh ta tới nhà họ Cao lần nào chưa? Chưa. Tư lệnh không quen anh ấy. Tại sao cô mua đồ xong Đổng Hỷ vẫn đi mua tiếp? Thì bởi vì đồ tôi mua là củi gạo mắm muối dùng để nấu cơm. Còn quả cho Đổng đi mua rượu đàn ông uống hay là mấy thứ khác, vì tôi cũng không biết chữ. Phu nhân sợ tôi mua sai. Có một quân quan tên là Trần Viêm, có thường tới nhà họ Cao hay không? Dạ có. Đầu tháng này có tới không? Đầu tháng tôi cũng không nhớ rõ nữa.